Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu và nói một chút về những cái kinh nghiệm mà mình biết về cái cây đai châu rừng đột biến hoa trắng. Như cái cây này thì nó cũng khá xanh đúng không ạ? Nhưng mà khi mà nở lâu rồi thì nó sẽ chuyển sang màu trắng. Còn những cái bông mới nở, đây những cái bông dưới này mới nở là nó khá xanh. Đấy, còn khi mà nó nở xong thì nó sẽ trắng. Cái trường hợp mà màu xanh với màu trắng này thì em thấy là trường hợp nó rất là nhiều. Có rất là nhiều cây, dù là cái cây đai châu hay là công nghiệp hay là cây đai châu rừng, thì cái trường hợp màu trắng của nó thường nó cũng hay thay đổi như vậy. Thì một số người là cũng vượn được cái cớ này để bán một cái cây đai châu xanh ấy. Nhưng mà mình phải hiểu được là cái sự ổn định của nó. Hãy chịu không ạ? Là cái sự ổn định của màu xanh này nó không phải cái nào nó có. Thế nên là nó rất là hiếm, nó rất là ít, nó ít. Cây Thái ấy, chứ còn cây rừng mình lại càng ít nữa. Nhưng nó có một số cây là màu trắng tím, nhưng mà hoa nó màu xanh, xanh tím ấy, có nghĩa là mới nở là xanh. Thì trường hợp đấy cũng có. Nhưng mà trường hợp đấy thì nó ít xuất hiện trên cây rừng, nhưng mà xuất hiện trên cây Thái nhiều. Và một số cái cây đai châu trắng mà mới nở màu xanh nhưng về sau nó sẽ ra trắng. Thì nó phụ thuộc vào tùy từng cây và tùy từng sự biến đổi của từng cây ấy. Có nghĩa là có những cây thì nó sẽ có sự thay đổi. Ví dụ như là một thời gian thì nó nở xanh, 2-3 năm liền nó nở xanh, nhưng có những năm là năm thứ 3 thì nó nở trắng, nó trở trắng luôn chứ nó không xanh. Thì đấy là phụ thuộc vào tùy từng cây ấy, có cây biến đổi cây không. Thì có nghĩa là ví dụ như cây này đai châu trắng thì nó hơi xanh này cũng là chuyện bình thường, bởi vì nó có những năm trắng năm xanh. Đấy, thì đấy là em đang nói về phạm trù về màu sắc. Còn đây thì em sẽ nói về cái cây đai châu, cái cây rừng, không phải cái gốc dài này mà em gọi là rừng. Không phải là cứ cái gốc dài còn như này em gọi là rừng, không phải thế. Mà là cái cây này nó là cây rừng thực sự. Thì em sẽ nói về cái dáng thất lá của nó một chút và cái bông hoa. Thường ấy thì những cái này nó sẽ là khá là khó nhận biết, nhưng mà anh chị khi mà để ý đến, thực sự để ý kỹ và tinh tế thì mình sẽ nhận ra ngay là cái cây rừng nó thực sự khác nhiều đến mức nào. Thực ra nó khác với cây công nghiệp rất nhiều nhé, kể cả cây công nghiệp màu trắng tím với cây công nghiệp màu trắng mà cánh nhỏ như này, nó khác nó rất nhiều. Thế nên là cái sự khác nhau này, khi mà mình, các anh chị mà chơi lâu hơn ấy, thì anh chị sẽ nhận ra và sẽ hiểu được rằng là thực sự là nó khác nhau rất nhiều, chứ không phải chỉ là hoa hay là cứ cái gốc dài này thì mình gọi là rừng, không phải thế. Thì có nghĩa là nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Và cái yếu tố mà như mọi người hay nhận biết và nói nhất, để mà em nghe thấy nhất, đó chính là cái hương thơm. Hương thơm của công nghiệp thì nó khá gắt, còn hương thơm của rừng nó dịu, nhẹ và nó ngọt, và nó rất là dễ chịu. Đấy là theo một cái nhận định đơn giản nhất mà mọi người hay nhận định là như vậy. Thì còn đây là một cái cây là cái cây rừng sưu tầm từ rất lâu rồi, thì nó được sự phát triển cũng như là nuôi trồng nó cũng rất lâu. Nhưng mà để mà nhìn nhận ra thì không phải ai cũng hiểu về giá trị thực sự của nó. Thì em sẽ mô tả giới thiệu một cách đơn giản và ngắn gọn nhất để đỡ tốn thời gian của anh chị. Đấy, thì cây đai châu rừng thì với cái thân lá, tất cả mọi thứ màu sắc thì nó có những cái giống hệt là cái cây công nghiệp hay là giống cây trắng tím. Nhưng nó có một cái, đó chính là cái cổ lá này của nó. Nó sạch tinh và nó không bị ám chấm tím. Đấy, có nghĩa là cổ này của nó không có chấm. Thì chị thấy những cái khắc của nó, cái khắc lá của nó không một tí nào, đúng không ạ? Khắc lá và những cái trên thân của nó không một tí màu sắc nào chấm tím hay chấm hồng cả. Đấy, anh chị thấy không ạ? Nó không có ảnh hưởng một tí nào, có nghĩa là nó trắng tinh. Thì thường thì chỉ những cái cây trắng tinh nó mới có những cái đó thôi. Còn những cái cây mà hoặc năm cây trắng, năm cây trắng nó cũng là cổ sạch, có cây cổ sạch hay không, nhưng cái năm cây trắng nó rất là ít. Và cái cây của nhà em thì nó là cây cổ sạch và có cây cổ không sạch luôn. Đấy, thế nên năm cây trắng nó rất khó. Thì em sẽ nói về cái vấn đề xa xa hơn này. Cái kiểu lá của nó to nhỏ, dài ngắn thì nó cũng như đai châu rừng thôi. Nó cũng chỉ dài tầm độ 20 đến khoảng tối đa là 40. Kích thước nó rất là rộng, như cái cây của nhà em đây nó khoảng tầm 30-32 đến 35 là tối đa. Đấy, và to thì nó khoảng từ 4 đến 5 cm, có thể là 6-7 cm cũng có, chuyện này bình thường, chẳng có gì cả. Cái đai châu thì mình gọi đai châu thôi, chứ không nên quan trọng và phân biệt là đai châu Lào hay là Trường Sơn hay gì đâu. Không quan trọng thế, nó cùng với đai châu thì nó cùng là một. Nhưng mà cái vấn đề là mình chăm tốt thì chăm tốt là nhiều nắng ấy, lá to dày, còn mình chăm kém thì lá nhỏ dài. Đấy, lá nhỏ dài và mỏng thì nó sẽ cong. Đấy là cái việc mình chăm sóc. Thì như cái cây này thì nó cũng khá là dễ nhận ra ở cái một khía cạnh, đó chính là rừng. Bởi vì cây này cổ nó dẹt, cổ nó không tròn lắm, mặc dù cái thân già của nó vẫn là tròn đấy. Thân già của nó tròn tít nhưng cái cổ nó khá dẹt. Cổ nó dẹt nhỏ này.
còn chiều này nó to hơn, cổ nó dẹt. Như cái cách nhận biết rừng của em ấy, đó chính là cái cây này cổ dẹt này, nhỏ mỏng, và cái dáng lá của nó, mọi người nhớ cái dáng lá ấy, để ý cái dáng lá và cái kiểu lên ngọn của nó. Cái kiểu lên ngọn nghĩa là cái kiểu này này. Đây này, cái sự phát triển chiều chéo chéo của nó ấy. Cái kiểu ra ngọn của nó chỉ nằm ở ba cái lá đầu tiên này thôi. Ba cái lá đầu tiên kiểu ra ngọn nó. Anh chị cứ nhìn này và nhớ, thì khi về sau là lúc nào mà anh chị mà có mà gặp một cái cây nào đây trâu trắng hay cái thứ, thì anh chị có thể mở lại video của em trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Đấy, anh chị search vào Thiên Đường Ngàn Hoa, anh chị sẽ tìm thấy những cái video về những cái cây chi tiết này. Thì anh chị sẽ nhận ra được rằng là cái cây đấy mà anh chị mua nó có phải là cái trắng rừng hay không, hay cái trắng công nghiệp mà người ta bảo là rừng. Đấy. Thì cái cây này thì nó dáng, em như em nhận định thì nó chỉ có dáng cổ, dáng lá. Và cái đầu lá của nó, anh chị nhá, đây này, đầu lá của nó hay là đầu bằng, và nó lệch khá ít, đây này. Đấy, nó lệch rất ít chứ nó không lệch nhiều. Nó lệch rất ít chứ nó không hay bị khuyết đâu. Nó bị khuyết thì cái tỷ lệ là nó hàng thái cao hơn. Và cái cổ lá của nó là cổ dẹt, cổ nó không kiểu căng tròn đâu. Rừng ít khi cây mà căng tròn lắm, thường là thế. Nhưng đương nhiên là nó cũng có những cây nọ kia, nhưng mà nó có nghĩa tỷ lệ nó thấp hơn đấy ạ. Đấy, ví dụ như cái cây đai châu mà cổ tròn to, lá rụt rịt như cây thái luôn, mà cây rừng thực sự thì nó là cây có giá trị, đúng không? Thế nên là nó sẽ không có một cái định mức chung nào cả, nhưng có nghĩa là nó chung nó là dạng vậy. Thường thì những cái cây đột biến thì thường nó là những cái cây không giống ai, và nó là những cái cây nhỏ bé dị tật, và nuôi nó cũng không thể mỡ màng hay là to như là những cái cây thái được. Những cái cây nhân mô nhân tạo ra thì nó được chăm sóc và được nuôi dưỡng một cách tốt hơn, bởi vì do khi chúng ta chăm sóc ngay từ đầu, từ những lúc chai nhỏ ra chai xong ra cây thì mình sẽ chăm sóc nó tốt hơn, mà nó quen với khí hậu đó, quen cách chăm thì cây này sẽ tốt hơn. Còn cây rừng này thì nó là đột biến, là dị tật nên là nó khá là nhỏ, và chúng ta trồng thì nó khá là khó. Thế nên chủ yếu là trồng để bảo tồn, với chơi một số anh em chơi thì mới có. Thì đấy là một số những cái điều kiện về thân lá. Thì tiếp theo đến phần hoa của nó. Hoa thì em cũng nói sơ qua về cái màu của nó ấy. Ngay từ đầu ấy, thì nó có thể là màu xanh hoặc là màu trắng. Thì như cây này nó khá là nhiều xanh do mới nở, nhưng thực ra cây này thì nó phụ thuộc vào từng năm thôi. Phụ thuộc vào từng năm chứ không phải là năm nào nó được như này. Như cái cây này trắng này nó như vậy, bởi cái trắng này nó nở nhiều em biết rồi. Nhưng có nghĩa là một số những cái cây trắng khác và màu xanh thì nó thường là không ổn định. Cái tỷ lệ ổn định thì nó cũng có, nhưng mà cây rất là ít. Cái tỷ lệ xanh đấy là rất ít, có nghĩa là màu xanh là cây này. Cây nào nó ổn định như nhau thì tỷ lệ thấp hơn. Thì hoa của nó thì em nói một chút này, có nghĩa là hoa của nó thì dài ngắn thì mình không tính, đó là độ khỏe của cây. Đừng tính dài ngắn, bông to nhỏ cũng vậy, nó cũng là độ khỏe của cây. Và có một chút của cái rừng mà mọi người hay nhận định ra, có nghĩa là cánh nó nhỏ, cánh nó bé, cánh hoa là bé và cánh nó ba tiêu, cánh nó không được tròn. Đây em cũng xin phép mang dọc bồng mọi người nhìn đấy. Đấy, cánh này của nó rất là nhỏ, cánh nó nhỏ nó không khít. Còn những cây công nghiệp thì cánh nó to hơn, cánh nó tròn hơn, kiểu dạng cánh mai, cánh sen á. Đấy, thường thường là như vậy. Nhưng mà không có nghĩa là cứ là rừng thì là cánh nhỏ. Nó cũng có những cây cánh to nhưng mà ít hơn, tỷ lệ ít hơn. Và nó có một cái kiểu và chất riêng của cái cây rừng và cái cây thái, thì nó khá là có cái chất riêng. Khi mà anh chị để ý nhiều thì anh chị sẽ thấy những cái vấn đề đó, nó cũng không phải là khó lắm. Thì em sẽ cũng nói nhiều những cái video và những cái cây khác trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa, cũng như là những cái chi tiết của những cái cây đai châu khác trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa, thì anh chị có thể xem và có thể đọc ở một số, hoặc là xem một số những cái thông tin của những cái kênh khác, thì mình sẽ có đa dạng nguồn tin. Nhưng với những cái cây mà em nói như này thì em nghĩ là cái tỷ lệ nó là chung thôi, chứ còn nó không thể chính xác 100% cả. Bởi vì nếu như mà anh chị mà cứ nghĩ 100% như thế này là rừng thì không hẳn là như thế. Nhưng còn hương thơm của nó thì em thấy là mọi người hay nhận định rằng là hương thơm của cây rừng là nó rất là nhẹ và ngọt. Còn cây hương thơm của cái cây công nghiệp thì nó mùi nó mạnh hơn, và nó cảm giác nó hơi bị sốc và nó hơi bị gai. Có cái mùi nó quá mạnh, kiểu dạng mùi nó quá mạnh. Thì đấy là một số cái nhận định, và em cũng thấy những cái đó là khá là tương đồng và đồng nhất và đúng. Thì mọi người có thể chơi và tham khảo những cái cây rừng màu trắng tím ấy, và những cái cây công nghiệp, thì mọi người sẽ thấy là sự khác biệt nó khá là khác. Thì anh chị có thể tham khảo thêm vào một số những cái video khác, hoặc là một số những cái trang mạng. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi và ủng hộ em. Xin gặp lại, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau, và những cái cây lan đẹp để giới thiệu đến mọi người, để mọi người chúng ta cùng chơi, cùng biết và cùng tìm hiểu, cùng thưởng thức những cái cây hoa lan đẹp.
để chúng ta có nhiều kiến thức hơn và cách trồng hơn các loại cây. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.